Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Gấu Vlog đây. Thì hôm nay mình sẽ đi cho mọi người đi tham quan hết cái khu vườn nhà mình nha. Rồi, đi nào. Đầu tiên đây là cái gốc cây cà phê này. Còn bên đây là mấy cái luống bắp. Kìa có chuối nữa kìa. Đây là cây sầu riêng. Đây là cây đậu vậy. Tiếp tục đây là cây sầu riêng, cây kia là cây ri sáu, đây cũng là ri sáu luôn. Đây là cây chanh, đây cũng là cây sầu riêng. Đây là cây đậu rồi sao mọi người nhìn, nó sắp leo rồi này. Đây là bố, đây là cái gì đây bố? Đây là rau mùng tơi. Đây là quả luống hành. Đó. Luống hành này mình nhất là buổi chiều mà mình trồng đó. Còn đây là rau dền. Đó. Đây là gì đây? Rau muống. Rau muống à? Rồi, đây tiếp tục là cây chuối. Còn đây là cây bí. Mình để mấy cái cây này cho nó leo nè. Còn đây là bắp nè. Bắp này lớn hết rồi đó. Còn ở dưới đây. Còn ở dưới đây nè. Là một luống bắp từ trên xuống dưới luôn. Đó. Đau nè. Còn đây là phân bòn để cho xuống cây là nó sẽ tốt đó. Đây cũng là cây bí nè. Còn bên kia là cây thanh long. Tiếp tục đi qua bên đây. Đây là cây chuối luôn. Đây là cây sầu riêng. Và đây cũng là cây rau dền. Đây là cây sầu thái. Đây cũng là cây bí. Cây bí này sắp hư rồi. Cây bí đây có quả luôn nè. Đó. Nó được hiệu quả này. Cái bí. Cái bí này thì nó đã có quả rồi nha. Quả giống quả dưa hấu ghê. Còn đây là cây sầu thái luôn. Sầu thái. Đó. Đây. Đây là cây dứa. Đó. Cũng là cây chuối. Và giới thiệu mọi người, ở bên trong cái hành này có một cây ớt. Một cây ớt luôn, nhưng nó cũng đang có giai đoạn ra trái. Ai hái hết rồi nè. Đó. Đây cũng là bắp, bắp nhà mình trồng được một tháng rồi. Và đây mình sẽ đưa cho mọi người đây. Đây là căn nhà để mình trú mưa hoặc là để mấy cái hạt giống. Đây hạt giống hoặc là mấy bao phân để cho cây giúp nhanh lớn. Cây dưa leo. Đây là cây dưa leo. Đây cây mướp. Nó sẽ leo lên dàn dàn này, nó leo lên trên kia. Đó. Vườn mình còn cái nữa. Bên đây. Đây, bên đây mình có cây ổi nè. Đó. Còn trong đây là lá lốt. Đó. Lá lốt này nè. Còn đây là cánh cửa hay là còn đây có những cái sản này hết rồi mọi người.
Nếu mà là kết thúc giờ thì video đến đây cũng là dài rồi. Bye bye các bạn. Bye bye.